Hello anh em, con chào mọi người đi. Xin chào, xin chào. Hôm nay Đan sẽ unbox một cái mô hình, đúng không? Hôm nay mình sẽ cho anh em video, mình sẽ chia làm hai video để mình vẫn như mọi lần mình chia sẻ là từng video để cho anh em, ví dụ như anh em có gì search, anh em có thể tìm hiểu thêm về con fix rõ ràng hơn. Thì hôm nay mình có về hai con fix, đó chính là con fix tiếp trong cái line collection great deep ấy, của con phi phây. Bây giờ mình sẽ review cho anh em xem. Trước đầu tiên sẽ là ông bố trước, ông bố đó chính là vua hải tặc Roger. Đưa cho con ở đây, con cầm đi. Còn đây là thằng con là AC. Rồi thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem còn Roger trước anh em nhá. Mình cũng khá là thích cái, như mình đã chia sẻ, mình rất là thích cái line phây này, tại vì rất là đẹp. Và mình muốn là mỗi con pop của mình sẽ có một cái phây đi theo như thế này, để mà thể hiện được cái chi tiết của cái phây. Thì đây có thể nói là đây là cái bay. Về nói chung là cái này thì nó cũng khá là mới thôi. Bay và cái cờ của hải tặc Roger. Đó là đặc trưng, nó là cái dâu kép này. Đặc trưng nó là cái dâu kép này, dâu kép xoắn này. Và đây chính là cái phây của nó. Thì phải nói á, là cái độ chi tiết và cái độ sát với anime của cái line này nó rất là tốt. Em có thể thấy không? Đây là cái độ chi tiết của con phây này. Ánh mắt, kiểu tóc, râu. Ồ, cái râu phải tháo ra. Cái râu phải tháo ra này anh em. Mình tháo ra. Nhìn cái mặt tấu hài thật sự. Cái nụ cười. Nhưng đúng thật là anh em thấy tháo râu nhìn nó buồn cười không? Nhìn nó hề thật sự. Chi tiết về cái màu sắc đấy, màu áo, về màu màu sắc và chi tiết gân guốc của mặt rất là đẹp. Nhưng mà tháo râu ra là không không thể ngửi được, tại vì nhìn nó trông nó hề đó, phải có râu anh em ạ. Thì mình cũng có con fix pop của con này. Thì con fix pop thì cái mặt của nó, phây của nó khá là sát. Cái phây này thì mình thấy là nó cái phây phây pop thì nhìn nó sẽ kiểu như là nó sẽ được tạo hình cho nó ngầu hơn, và nó kiểu như là nó trông nó xịn hơn. Còn đâu cái phây này thì nó sẽ hơi sát với chuyện, cho nên là nhìn nó cũng không được, chắc chắn là nhìn nó sẽ không được quá là gọi là gì nhỉ, ngầu đét, mà nó chỉ rất là sát thôi. Chi tiết thì khá là đẹp, màu sắc chi tiết khá là đẹp, từ những cái con người họ làm nồi lõm này cho đến những cái đường gân trên mắt, ở những chi tiết gân răng mũi rất là đẹp. Ok, mình gắn vào bay thì nó sẽ, lúc mà gắn vào bay ấy, thì nó sẽ hơi cúi mặt xuống như này anh em ạ, lườm mắt lên, cho nên là cái lúc mà mình để như này á, mình trưng như này á, đây thì nó sẽ hơi ngước mắt thì nó lườm đấy, khá là ngầu. Thì nói chung là về một con fix này thì mình không có gì để bàn cả, tại vì họ làm theo cái nguyên tắc ngay từ đầu á. Con fix này rất là đẹp, rất là ngầu, chi tiết rất là ok. Đó, chiều cao của nó thì đây anh em có thể thấy này. Mình đã chia sẻ rất nhiều clip về cái này rồi, nó rơi vào tầm 6-7 cm. Và đây là một cái line mà mình đi theo mình rất là thích. Mình sẽ đặt từng con này với từng cái fix kia một. À ha, trong lúc chờ đợi thì bạn Đan ở đây rồi. Ok, xin bye bye và hẹn gặp lại anh em ở con clip tiếp theo. Mình sẽ review về con đây,
AC, con trai của Roger.